Cuối kỳ của mạng máy tính, chúng ta sẽ cùng một cái video nhỏ để cho các bạn thấy được không khí trước giờ ghê. Đây là lớp trưởng của 07TBB. Xin chào anh. Chào bạn. Anh có cảm nghĩ gì trước giờ ghê, trước khi thi mạng máy tính? Thôi quay nữa, đừng quay nữa mà. Nó đi. Hơi rung. Chúng ta có thể thấy được cái tâm trạng bối rối của lớp trưởng phải điêu ghê trước khi thi môn mạng máy tính. Có thể là anh ta rất là học, hy vọng là anh ta sẽ đạt được rất tốt. Sau đây chúng ta sẽ cùng phỏng vấn anh Hùng Hùng. Xin chào anh. Cho anh cho biết cảm nghĩ trước giờ ghê trước khi thi môn mạng máy tính của kỳ. Vẫn là một cảm giác đúng và hồi hộp. Rất đúng và hồi hộp đối với anh như thế nào? Cảm giác là nó có tự tin không? Anh có tự tin để vượt qua kỳ thi này không? Có chứ. Anh nói chung là anh đang dựa bài bên kia. Nghe chuyện anh chuyển bài hắn rồi. Dạ, toàn cảnh của những cái gương mặt. Toàn cảnh những cái gương mặt của các bạn thi ở cuối kỳ. Ê, các bạn có thấy được cái khuôn mặt của thầy khi mà phòng máy gặp trục trặc, điện thoại thì gọi liên tục, không biết gọi cho ai và để làm gì. Nhưng mà các bạn tới bây giờ là 8:15. Mày hét lên mà. Thầy chúng tôi được biết là bây giờ là 8:15 nhưng vẫn chưa có cái đề thi dành cho anh em. Không biết căng thẳng rồi các bạn.